Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Việt. Như các bạn đã biết thì mới đây thì Xiaomi đã cho ra mắt hai phiên bản 4G và 5G của chiếc Redmi K30. Và với hai phiên bản này thì nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt nhau ở phần thiết kế. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau ở trong chính cái phần chipset. Với phiên bản Redmi K30 4G mà mình đang có trên bàn đây thì chúng ta sẽ có con chip 730G. Còn với phiên bản còn lại thì chúng ta sẽ có con chip mới hơn là 765G. Và với phiên bản 4G mà mình đang có trên bàn đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cũng như là đánh giá nhanh sản phẩm này nhé. Và hiện tại thì những chiếc Redmi K30 cũng đã sắp cập bến của Di động Việt rồi, thì các bạn có thể tham khảo tại link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Nhưng tổng thể thì các bạn có thể thấy là chiếc hộp của Redmi K30 nó khá là dài. Nguyên nhân thì cũng rõ rồi, bởi vì chiếc máy này nó được trang bị một màn hình rất lớn, kèm theo đó là một tỷ lệ mới hiện nay là 20:9. Rồi bên ngoài thì chúng ta sẽ vẫn có ở đây đó là một thiết kế hộp trắng, không có gì đặc biệt, cùng với đó là dòng chữ Redmi K30 có hiệu ứng đổi màu trông cũng khá là bắt mắt. Okay, đây, bên trong thì như thường lệ chúng ta sẽ có đây là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ốp lưng. Rồi bên dưới thì chúng ta sẽ có ở đây đó là một cái cáp sạc USB Type-C, cùng với đó chúng ta sẽ có đây là một củ sạc nhanh công suất là 27W. Rồi bỏ qua này, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây đó chính là chiếc Redmi K30. Máy thì được sử dụng chất liệu hai mặt kính và khung bằng nhựa, trong khi trước đó thì các bạn đã biết là với chiếc Redmi K20 thì chúng ta sẽ có khung kim loại rất là chắc chắn và sang trọng. Thoạt nhìn qua thì mình thấy rằng là chiếc máy này được thiết kế cũng khá là tỉ mỉ. Phần chính giữa thì nó sẽ được làm bóng và hai bên thì chúng ta sẽ có màu nhám. Cụ thể quay sang đến phần mặt lưng ở đây thì chúng ta sẽ có một mặt lưng được phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5, và mặt lưng này cũng sẽ có những màu sắc gradient đổi màu khá là trẻ trung và theo trend hiện nay. Mặt lưng bằng nhựa rất là bóng như thế này, thế nên là nó sẽ rất dễ để lại những cái dấu vân tay cũng như là mồ hôi các bạn sẽ bám lên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nhìn rõ ở đây cái điểm nổi bật ở cái mặt lưng này, đó chính là cụm 4 camera được xếp gọn gàng ở trong một cái đường thẳng cũng như là nó sẽ nằm trong một cái hình tròn đồng tâm. Còn cụ thể thì trong cái vòng tròn đồng tâm này chúng ta sẽ có thêm những cái dòng chữ là Design by Redmi. Nói chung là đây cũng là một trong những cái điểm để cho Redmi đánh dấu được cái thương hiệu của mình trên thị trường smartphone hiện nay. Chiếc máy này vẫn sẽ được giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C, mic thoại cùng với loa ngoài. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có phím nguồn được tích hợp với hệ thống quét vân tay, thế nên là các bạn sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện trong việc mở khóa máy lên. Redmi K30 thì được sử dụng màn hình IPS LCD với kích thước là 6.67 inch. Và màn hình này có thiết kế dạng hình viên thuốc ở góc bên phải như này, làm cho mình liên tưởng đến chiếc Galaxy S10 Plus của Samsung. Và cái viên thuốc này thì sẽ chứa một cụm camera selfie với độ phân giải là 20 và 20 megapixel. Có một điểm đặc biệt trên cái màn hình này, đó chính là nó được trang bị tần số làm tươi lên tới là 120Hz. Chắc chắn là với màn hình này thì nó sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời khi thao tác sử dụng, đặc biệt là khi các bạn chơi game nữa. Hơn nữa thì cái tần số quét trên chiếc Redmi K30 này các bạn còn có thể thay đổi về 60Hz cơ. Ở mặt sau như mình cũng đã nói thì cụm 4 camera này là một trong những điểm nổi bật nhất trên thiết bị này. Thêm vào đó thì Redmi K30 cũng là một trong những cái thiết bị đầu tiên được trang bị cảm biến Sony IMX 686/64MP hoàn toàn mới. Các cảm biến khác thì chúng ta sẽ có ở đây, đó là một ống kính ultra wide 8MP, hỗ trợ góc nhìn 120 độ, một ống kính macro 5MP và ống kính hỗ trợ chiều sâu 2MP. Còn phần cụm camera selfie phía trước như mình cũng đã nói thì chúng ta sẽ có hình viên thuốc với độ phân giải lần lượt là 20 và 20MP. Còn bên trong thì chiếc máy này sẽ được trang bị con chip Snapdragon 730G. Như các bạn đã biết thì đây là một trong những con chip tầm trung chuyên chơi game của Qualcomm, hứa hẹn là nó sẽ mang đến cho chiếc máy này một hiệu năng khủng trong tầm giá hiện nay. Cuối cùng thì về mức dung lượng pin, chiếc máy này được trang bị một viên pin cực khủng lên tới tận là 4500 mAh. Thêm vào đó thì Redmi còn hỗ trợ thêm tính năng sạc nhanh 27W cho thiết bị này. Còn với cái phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có công suất cao hơn là 30W. Chắc chắn rồi, và với cái dung lượng pin 4500 mAh này thì sẽ dư sức cho các bạn sử dụng trong vòng một ngày, thậm chí là sang những ngày thứ hai mà không cần phải lo là đang dùng nó hết pin đâu. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mở hộp cũng như đánh giá nhanh sản phẩm Redmi K30 phiên bản 4G của nhà Xiaomi mới ra mắt. Và các bạn đánh giá sao về sản phẩm này? Hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.